Trời ơi, xe chừng nào chạy vậy? Lên xe nè. Nhanh nhanh đi. Trời ơi, chỗ rồi mà còn nhét người vô thêm nữa vậy. Anh ơi, đừng có đẩy nữa nào. Trời ơi. Cái gì mà tùm lum hết trơn. Ủa Thảo. Ủa anh về nhà hả? Ừ. Ủa giờ em mới lên Sài Gòn hả? Dạ. Mà sao xe riêng của anh ơi, nó đi đi cái xe chật chội này vậy? Ngồi xuống chung với anh nè. Dạ. Ơi. Xe anh nó đưa cho mấy đứa nhỏ lên Sài Gòn lo công chuyện rồi. Anh đặt cái xe này đi này, nhồi nhét khó chịu muốn chết. Ủa mà hôm qua anh qua nhà đâu có nghe mẹ em nói là hôm nay em lên Sài Gòn đâu. Bộ có công chuyện gì hả? Không có đâu, chắc mẹ em quên á. Ủa mà anh đặt vé xe gấp hay gì vậy? Tự nhiên đi cái xe chật chội này vậy? Trời ơi, thì chứ gì nữa. Đặt đại lên sớm lo công chuyện. Ai ngờ đâu chui vô cái xe như là bánh mì kẹp thịt vậy nè. Rồi em cũng vậy, hay sao mà phải chui vô cái xe này? Có đâu, em đặt cái vé xe cả tháng. Em có nói với anh là em lên thành phố mà không hiểu sao tự nhiên giờ hả kín người vậy luôn nè. Rồi biết chừng nào mới chạy nè, chờ 6 tiếng đồng hồ rồi đó. Ơi, chuẩn bị chạy nè mọi người ơi. Anh còn vô nữa hả? Nữa, chật chỗ lắm rồi anh. Xịt vô ngồi tí ơi. Trời ơi, còn chỗ đâu mà ngồi. Trời ơi, không, nè, mày tao mồm nhất mày đi xuống đi. Ngồi ra, làm cái gì vậy? Anh có thấy hả là xe đã đang chật kín người không? Đồ đè thì tùm lum như vậy. Ngồi đâu nữa mà ngồi, chỗ nào đâu mà thoải mái. Mày muốn thoải mái không? Thoải mái đi với ba mày. Mùa này có được chiếc xe là đi mừng lắm rồi. Mày đi xuống đi, mày tao mồm. Anh đang nói kiểu gì vậy hả? Nhà xe của anh là nhà xe lớn. Từ sáng đến giờ đã delay 6 tiếng, tôi không nói rồi. Mà bây giờ còn nhồi nhét khách gì vậy nữa, làm ăn kiểu gì vậy? Giờ mày có đi không? Nói nhiều quá nè. Anh. Từ hả Sài Gòn lên thành phố có đúng cái xe này thôi á. Không kể. Sao? Được rồi, tôi đi. Đi, nhưng mà giờ hết chỗ rồi, chỗ đâu mà anh ngồi. Đi. Xe ơi, bên tay ơi. Thoát khỏi được cái xe mừng muốn chết. Phòng sao tự nhiên nay lạnh dữ vậy ta? Ủa? Mình mở máy lạnh hồi nào vậy trời? Anh An ơi! Anh An! Cái gì vậy Thảo? Mới vừa lên tới chưa kịp nghỉ ngơi la làng em sao vậy? Ủa? Hồi nãy anh có qua phòng em rồi mở máy lạnh sẵn giúp em không vậy? Làm gì có. Em lên trước anh mà sao anh mở máy lạnh trước cho em được? Vậy chẳng lẽ em mở máy lạnh từ hôm 20 Tết đến giờ hả ta? Ê, giỡn hoài. Em mở máy lạnh kiểu đó, một tháng trời em đóng tiền điện khùng luôn đó. Nhớ kỹ là coi, phải không? Em không chắc nè. Mà mở từ 20 Tết đến giờ là trời ơi, tốn bao nhiêu tiền điện của em. Chưa kể, nãy cái cửa phòng em mở tan quang nữa. Trời, em bị khùng hả ta? Ủa? Sao tự nhiên cái hộp trang sức quen nằm đây vậy? Làm gì mà về không có dọn nhà xong mà giục đồ tùm lum hết trơn vậy? Ủa? Cái gì vậy? Gì vậy? Dòng vàng của em mất hết rồi. Ủa là sao? Có cái hộp không vậy? Em nhớ kỹ là coi có bỏ chỗ khác không? Ba cái dòng vàng em bỏ vô cái hộp này nè. Đợi anh xíu, để anh về phòng anh coi. Ủa? Bị trộm rồi. Tủ của anh bị cậy khóa. Bây giờ ba cái trang sức của anh, đặc biệt là cái đồng hồ, mất rồi. Giờ sao anh? Đi xuống bàn quản lý. Dạ. Nè, anh đừng có làm việc tắc trách nha chưa. Trời đất ơi, tôi mới về quê lên đây, nhờ con em qua đó con chó xíu thôi. Mà bây giờ vô không thấy nó đâu hết trơn á. Anh có biết con chó tôi là con chó Ngọc với Ngào. Mà bây giờ nó cũng không biết nó ở đâu nữa. Chị bình tĩnh đi, tôi báo với an ninh rồi. Bây giờ phải đợi tôi check rõ ràng rõ mặt tôi mới giải quyết được chứ. Nè, anh nói vậy không có được nha chưa. Tôi mua cái nhà ở đây bao nhiêu tiền mà bây giờ nói là an ninh kiểu vậy sao mà tôi dám ở nữa. Nhưng mà tôi nghĩ á, phải là cái người trong căn hộ chung cư này á mới biết bắt chứ làm sao mà ngoại vô. Anh nói gì là sao? Tự nhiên bây giờ tụi tôi ăn cắp là hả? Anh đổi đồ tụi tôi ăn cắp, anh đâu có rảnh như vậy. Bây giờ nè, chỉ có người ngoài bước vô trong đây thôi chứ tụi tôi đâu có đưa người ngoài vô đây ăn cắp, đúng không bà con? Sao em biết người ngoài? Ủa anh là ai tự nhiên hỏi giống hình sự quá vậy? Mà cái chuyện nó đơn giản quá mà. Bây giờ nè, chỉ có những người có tiền mới vô đây ở được thôi. Tụi tôi đâu có rảnh mà đi ăn cắp, đúng không bà con? Đúng rồi. Đúng mà, hợp lý mà. Đúng hợp lý. Cái đồng hồ này quen quá vậy? Đồng hồ của tôi quen gì? Bỏ qua cái chuyện đồng hồ đi. Đây nè, bây giờ ban quản lý phải thống kê lại tất cả những cái gì bà con mất, xong rồi tìm ra cái kẻ ăn cắp đó ra. Còn nếu mà không ra, đền tiền không nói nhiều. Bình tĩnh đi anh trai. Đúng rồi, giờ liệt kê đi. Thì bây giờ phải liệt kê rồi mà tôi đưa lên chính quyền luôn thể. Anh, mọi người có check camera hành lang chưa? Tôi check rồi, nhưng mà điểm nó khuất, không thấy rõ mặt. Thấy dáng đúng không? Thấy dáng. Anh cho tôi coi đoạn cam đi. Đúng rồi đó, đưa cho anh coi đi.
Mọi người bình tĩnh, Đây à. Có thấy ai mình? Thì em thì khá là quen nha. Nó vô từng nhà luôn kìa. Cũng vì mày à, xém tí bị phát hiện à. Tự nhiên đeo vô một chi trời. Cái này gỡ sao ta? Ba. Ai vậy? Ờ, chào anh. Ủa? Vậy tính ra anh là hàng xóm của tôi hả? Ờ. Có chuyện gì anh nói lại đi. Tôi lấy được đoạn clip camera rồi. Tôi phát hiện được thằng ăn trộm đi trên hành lang của mình nhờ đoạn camera trên hành lang á. Thấy được mặt nó luôn rồi. Cho tôi coi thằng đó là nào vậy? Làm gì mà gấp gáp dữ vậy trái? Thì tôi cũng mất đồ cho nên là tôi cũng muốn biết thằng đó là thằng nào chứ. Bây giờ tôi nói thiệt, ở đây chỉ có tôi với anh thôi. Tôi biết được anh là thằng ăn trộm rồi. Nhưng mà anh yên tâm, tôi không nói với ai đâu. Chỉ cần anh trả đồ lại cho tôi thôi. Anh nói gì kỳ vậy, tôi không hiểu gì vậy. Anh đừng có giả bộ là anh không hiểu. Tôi biết là anh biết tôi đang nói cái gì mà, đúng không? Cái đồng hồ mà anh đang đeo á, của tôi tới 100 triệu lận đó. Bây giờ vậy nè, bây giờ tôi sẽ giữ bí mật cho anh. Nhưng mà anh ăn được bao nhiêu, anh chia được tôi 3 phần thôi. Bảo đảm tôi sẽ không nói với ai đâu. Ủa sao cái đồng hồ đó tới 100 triệu chứ, tôi sạch trên mạng chỉ có 7 mấy triệu thôi. Đồng hồ của tôi là limited mà anh trai. Yên tâm, tôi không nói với ai đâu, chỉ cần chia tôi 3 phần thôi. Bây giờ tôi trả lại đồ cho anh là anh giữ bí mật đúng không? Đúng rồi, tôi xóa cái clip này luôn. Tại vì cái clip này không ai biết hết, chỉ có mình tôi biết à. Ok, anh đứng đợi tôi. Chiêu. Anh trai coi cái nào của anh trai lấy đi. Cái đồng hồ. À, quên. Đây, đồng hồ của anh. Đây. Hay quá, tôi quý cái đồng hồ này lắm á anh trai. Nó có cái gì mà 100 triệu dư? Kim cương. Kim cương thiệt, kim cương tự nhiên. Ơi, anh lấy có nhiều người dữ vậy? Có đồ tôi, đồ quá trời người nè. Okay, anh cái nào của anh lấy đi. Anh lấy bao nhiêu căn hộ vậy? Thì vòng vòng của anh nè. Rồi, ok. Được rồi, tôi quay xong hết rồi. Rồi, xong. Ủa, quay. Ủa sao anh nói không nói với ai mà? Tôi nói là không nói với ai chứ đâu, tôi nói là tôi không quay đâu. Má mày gài tao hả? Bây giờ mày xóa cái clip này không? Mày không xóa là tao cho mày gà bả luôn hả, mày tin không? Nếu như anh muốn đánh tôi á, thì không phải một mình tôi đâu. Anh đánh phải rất nhiều người đó. Mọi người ơi, vô đây. Ê, con chó của tôi, trời đất ơi. À, ông này hả, con chó cũng lấy nữa. Mọi người coi đồ này bao nhiêu á. Mày lấy đi. Ây da, mọi người từ. Bây giờ nè, tôi trả hết cho mọi người rồi. Bây giờ mọi người tha đừng có đưa tôi lên phường nha. Sao được? Cái thể loại như mày á, lợi dụng người ta về quê xong rồi hát ổ khóa vô nhà ăn cắp đồ của người ta hả? Mày còn vô nhà của tao, mày mở máy lạnh lên mày nằm, báo hại con em tao, trả tiền điện một tháng trời. Vậy có được không? Không chỉ lên phường đâu mà mày còn phải bồi thường thiệt hại nữa. Mọi người dẫn nó lên phường.